Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuỗi livestream Theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật một ca sinh mổ để mang đến những trải nghiệm chân thực nhất cũng như giúp quý vị hiểu rõ hơn về quá trình sinh mổ của thai phụ. Thai phụ thực hiện sinh mổ ngày hôm nay là chị Đào Hồng Ngọc các bạn ạ. Đây là lần sinh nở thứ hai của chị. Hiện tại, thai được chỉ định mổ khi đạt 37 tuần 2 ngày do polyp cổ tử cung chảy máu, ối vỡ sớm, tim thai dao động kém. Vì vậy, phương pháp sinh mổ là phương pháp phù hợp để giúp an toàn cho mẹ và thai nhi. Các bạn cùng ở lại livestream để theo dõi, động viên và cổ vũ cho ca sinh của chị Ngọc được diễn ra thuận lợi nhé. Bên cạnh đó, trong livestream ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ về chủ đề polyp cổ tử cung khi mang thai là gì, ảnh hưởng của tình trạng này đến mẹ và bé như thế nào. Nếu như bạn có thắc mắc muốn được giải đáp hay muốn nhận tư vấn về thai kỳ, có thể để lại comment hoặc inbox cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Giờ thì bác sĩ gây tê đang thực hiện gây tê tủy sống, giúp giảm đau cho mẹ trong quá trình phẫu thuật các bạn ạ. Trong thời gian đó thì ekip bác sĩ điều dưỡng sản khoa sẽ chuẩn bị về trang thiết bị hỗ trợ phẫu thuật. Mọi công tác đều được ekip thực hiện rất cẩn thận, chỉn chu để đảm bảo quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn, tránh tối đa rủi ro trong quá trình sinh. Vâng, hiện tại thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, bác sĩ chính thực hiện phẫu thuật cho chị Ngọc cũng đã có mặt tại phòng sinh rồi ạ. Rất nhanh thôi ca sinh của mẹ bầu sẽ bắt đầu, các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Bác sĩ Hiền hiện đang là trưởng đơn nguyên khám tại khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa tại các bệnh viện lớn. Đặc biệt, bác sĩ Hiền từng là trưởng khoa phụ sản tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Với kinh nghiệm dày dặn và mát tay trong việc phẫu thuật lấy thai, kể cả các trường hợp mổ lấy thai khó như mổ đẻ cũ nhiều lần, mổ lấy thai trong rau tiền đạo, rau bong non. Tôi tin là rất nhanh thôi chị Ngọc sẽ được đón bé yêu chào đời bình an. Các bạn hãy cùng theo dõi livestream và cổ vũ tinh thần cho mẹ Hồng Ngọc cũng như ekip bác sĩ của chúng tôi các bạn nhé. Giờ thì bác sĩ Hiền và ekip đang tiến hành mổ đẻ cho chị Hồng Ngọc rồi ạ. Với tình trạng ối vỡ sớm, tim thai dao động kém, các bác sĩ sẽ cố gắng đưa em bé ra ngoài nhanh nhất để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Bên cạnh phẫu thuật mổ đẻ, trong phẫu thuật này chị Ngọc cũng sẽ bóc tách luôn polyp tử cung. Các bạn cùng theo dõi để cổ vũ cho mẹ bầu ngày hôm nay nhé. Vâng các bạn ơi, rất nhanh chóng dưới sự hỗ trợ của ekip bác sĩ Hiền, em bé của mẹ Ngọc đã chào đời rồi. Xin chúc mừng chị Ngọc và gia đình. Bây giờ bác sĩ Hiền sẽ cắt rốn chậm cho bé, sau đó chuyển em bé cho điều dưỡng và bác sĩ chuyên khoa nhi chăm sóc. Mẹ sẽ được tiếp tục phẫu thuật để lấy nhau thai ra ngoài, cắt polyp tử cung và đóng vết mổ. Nghe được tiếng khóc của con, chị Ngọc cũng đã có thể yên tâm rồi ạ. Em chúc mừng chị và gia đình mình chị nhé. Em bé đang được bác sĩ chuyên khoa nhi sơ sinh kiểm tra sức khỏe đầu đời đây các bạn ơi. Do trước sinh em gặp phải tình trạng tim thai dao động kém, nên bác sĩ sẽ kiểm tra cho bé thật kỹ, giúp phát hiện bất thường nếu có. Đây là bước rất quan trọng để đảm bảo tình trạng sức khỏe của các con ổn định. Không chỉ mẹ bầu Hồng Ngọc gặp tình trạng tim thai dao động kém mới được kiểm tra sơ sinh, mà bất cứ mẹ bầu nào đón bé tại TCI, em bé cũng được hưởng tiện ích này các bạn ạ. Trộm vía bé trai của mẹ Ngọc có sức khỏe rất tốt. Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bé xong, em bé sẽ được mặc bỉm, đội mũ, quấn khăn và đưa ra kiểm tra cân nặng. Các bạn hãy cùng dự đoán dưới comment xem liệu cân nặng của bé trai ngày hôm nay là bao nhiêu nhé. Vâng và kết quả đã có rồi đây, cân nặng của bé là 3,6 kg tính cả khăn quấn, đây là mức cân nặng ổn định ở trẻ sơ sinh. Đặc biệt, bé nhà chị Ngọc mới hơn 37 tuần nhưng rất trộm vía phải không ạ? Cân đo xong rồi, giờ con sẽ được đưa về bên mẹ để thực hiện áp da sau sinh. Đây là bước giúp cho em bé ổn định thân nhiệt và tâm lý sau khi chào đời, cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe bé, giúp tăng đề kháng và miễn dịch tự nhiên cho bé. Ngoài ra, việc này cũng giúp kết nối tình mẫu tử ngay từ những giây phút đầu đời. Trong quá trình áp da diễn ra, điều dưỡng cũng sẽ giúp mẹ xác nhận thông tin trên vòng định danh. Vòng định danh sẽ được đeo liên tục trên tay mẹ và chân của con trong suốt quá trình lưu lại viện, tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc thất lạc ạ. Và các bạn ơi, trong khi hai mẹ con chị Ngọc ra kề ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề polyp tử cung khi mang thai là gì và những biến chứng có thể gây ra cho mẹ và bé các bạn nhé. Nếu như có câu hỏi nào về chủ đề này muốn được giải đáp, mọi người có thể comment ngay dưới livestream
hoặc inbox cho fanpage để được hỗ trợ sớm nhất ạ. Vâng, polyp tử cung là những khối u nhỏ, lành tính phát triển bên trong lòng tử cung của người mẹ. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong tử cung, bao gồm cổ tử cung, thân tử cung hoặc đáy tử cung. Polyp tử cung thường có kích thước nhỏ, nhưng cũng có thể phát triển to và gây ra các biến chứng. Nguyên nhân khiến mẹ bầu xuất hiện polyp tử cung khi mang thai có thể là do sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai, tiền sử mẹ mắc bệnh phụ khoa hoặc chưa điều trị dứt điểm bệnh phụ khoa, hoặc nguyên nhân cũng có thể do việc nạo phá thai không an toàn để lại. Polyp tử cung khi mang thai có thể gây nguy hiểm cho mẹ và bé đấy ạ, phụ thuộc vào vị trí, mật độ và kích thước của các khối polyp. Đối với mẹ bầu, polyp có thể khiến mẹ luôn trong trạng thái lo lắng và khó chịu trong suốt thai kỳ, vô hình chung ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, theo thời gian, khối polyp có thể phát triển lớn, bịt kín cổ tử cung, gây cản trở đường ra của thai nhi, khiến mẹ khó sinh thường. Còn đối với thai nhi, khối polyp có thể chiếm nhiều vị trí trong tử cung hoặc cổ tử cung, dẫn đến chèn ép sự phát triển của thai nhi, khiến thai phát triển không bình thường, tăng nguy cơ bị dị tật hoặc sảy thai, sinh non. Như mẹ bầu Hồng Ngọc ngày hôm nay là một ví dụ điển hình cho polyp tử cung, gây nguy hiểm cho mẹ và bé khi polyp chảy máu, gây ra vỡ ối sớm, dẫn đến tim thai dao động kém. Mẹ bầu cần sinh sớm, mổ lấy thai mốc 37 tuần để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi. Vì thế trong quá trình mang thai, để đảm bảo thai kỳ an toàn, đặc biệt là khi có các bệnh lý, mẹ bầu nên chọn chăm sóc thai và sinh con tại những bệnh viện uy tín để được đội ngũ các bác sĩ giỏi chuyên môn hỗ trợ chăm sóc, tư vấn và có thai kỳ thuận lợi các mẹ nhé. Với dịch vụ thai sản chọn gói tại TCI, mẹ bầu sẽ được khám thai với đội ngũ bác sĩ sản khoa giỏi đến từ các bệnh viện tuyến đầu như Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội, được bác sĩ theo dõi và chăm sóc thai kỳ cẩn thận. Bên cạnh đó, mẹ cũng sẽ được đỡ đẻ, mổ đẻ bởi các bác sĩ giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con. Nếu mẹ bầu nào quan tâm đến dịch vụ thai sản chọn gói tại TCI, cô thể để lại comment hoặc inbox cho chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất nhé. Quay trở lại với hành trình đi sinh của mẹ Hồng Ngọc, em bé đã kết thúc áp ra cùng mẹ và đang được mặc đồ để chuẩn bị ra gặp bố. Toàn bộ đồ dùng cho mẹ và bé trong thời gian lưu lại viện sẽ được bệnh viện hỗ trợ, cung cấp đầy đủ. Bởi vậy, quá trình đi sinh và sau sinh, gia đình không cần mang thêm bất cứ gì và có thể hoàn toàn yên tâm. Trước khi được đưa ra gặp bố, bé sẽ được theo dõi thêm tại phòng sinh. Chúng ta sẽ cũng tranh thủ những khoảnh khắc này để ngắm nhìn hoàng tử nhỏ ngày hôm nay nhé. Nào giờ mình chào tạm biệt mẹ để đi gặp bố nhà bé yêu. Hai mẹ con sẽ gặp lại nhau ở phòng lưu viện sau vài tiếng nữa ạ. Chúng tôi cùng em bé đã có mặt tại phòng áp ra sau sinh dành cho bố và bé rồi ạ. Đây là ông bố hạnh phúc nhất của hôm nay. Cô điều dưỡng đang hướng dẫn bố áp ra cùng con. Quá trình này sẽ diễn ra tại phòng áp ra cho bố của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Với tất cả những mẹ bầu mua và sử dụng gói thai sản TCI, đây là quyền lợi mà các mẹ sẽ nhận được trong quá trình sinh các bạn nhé. Và những hình ảnh này cũng sẽ khép lại livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về dịch vụ thai sản chọn gói hay về các vấn đề trong quá trình mang thai, sinh con, các mẹ đừng ngần ngại comment hoặc inbox ngay cho chúng tôi nhé. Và đừng quên theo dõi fanpage thường xuyên để đồng hành cùng mẹ bầu hiện đại đi sinh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số livestream tiếp theo.